ngàn một ký, rất là ngon luôn. Trái này được hả chị? Trái này còn cứng á. Đây nè, trái này chín rồi nè. Trái này chín rồi nè. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Thì sáng hôm nay thì có đi chợ Mỏ Cày á, thì thấy đun cái miếng cầu gai nè, rất là ngon. Thì thấy đi mua về để mà làm mứt miếng cầu. Thì được cô ở bên tiểu bang Mỹ á, thì cô có dặn thì làm cho cô một ký mứt miếng cầu. Thì đây là thấy mua hai trái. Hai trái thấy 3 ký mấy lận, tại vì 1 ký mình xào ra nó khoảng còn chừng 6-700 gram miếng cầu à, nên thấy mua vậy thì mình làm từ hao á. Bây giờ thì sẽ cắt cái trái miếng cầu bự này ra nha. Ngày sáng thì đi chợ lựa cái trái miếng cầu này nó vừa chín tới nha, cũng chưa có mùi, mình làm vậy để cho nó làm mứt miếng cầu nó ngon nha. Mình mua trái chín quá thì nó không có ngon bằng à, mới chín tới. Wow, đây rất là ngon luôn á. Bây giờ thì sẽ cắt ra làm hai nữa nha, để mình bỏ cái cùi của nó đi, rồi mình sẽ xé từ muối cho muối của miếng cầu ra. Đặng mình dắt nước rồi mình ướp đường rồi đem ra phơi nắng tí xíu rồi mới làm mứt. Thì miếng cầu này nè, hiện hơi thủy sẽ dắt ra cái cân khoảng bao nhiêu, còn bao nhiêu miếng cầu á thì thủy sẽ cân đường. Xin miếng hả? À, để thôi mẹ cắt mẹ chừa cho con nửa trái, phân nửa. Đây thì giờ thì sẽ xé cái muối của miếng cầu ra. Thì không có bỏ hột, mình để dây đặn để thôi mình xào mứt á, mình để nguyên hột luôn cho nó thơm mà nó ngon nữa. Nó trong nó thấy cái hột đẹp á. Miếng cầu này rất trưa mình dầm đường đá mình uống cũng mình ăn cũng rất là ngon luôn. Hình nãy giờ thì lột cũng hết một trái rồi, giờ thì sẽ cắt trái thứ hai nè, mình cũng cắt ra làm 4 để mình dễ bỏ cái cùi của nó. Đây thì thủy gỡ còn phân nửa nữa, thì thủy gỡ xong thì dắt nước miếng cầu ra nha. Thì cái nước miếng cầu này nè mình dắt thì mình để ra đi hơi á, thủy sẽ xào để đường mình ướp mình phơi nắng á, rồi mình đem lên bếp mình sên á, khoảng cho nó cạn nước đường xong rồi cái thì cũng để cái nước miếng cầu này vô đặng cho nó có cái chất mùi của miếng cầu chua chua ngọt ngọt á, chứ thì không có đem bỏ. Rồi giờ thì sẽ dắt ra. Cái này thì mình dắt từ từ nó mới ra nước đó. Mình dắt nhẹ nhẹ thôi, mình dắt mạnh quá nó bị nát cái miếng cầu không được ngon á. Rồi như vậy là được rồi. Để qua đây.
Thấy vậy á, nó ra nước nhiều á. Cái miễn cầu thì để là 700 gram đường thì cũng có cân. Rồi giờ thì sẽ trộn lên á, mình phơi nắng nha. Phơi nắng chặn cho cái đường nó tan để cái nó rút đường vô cái miếng cầu mình sên cho nó được ngon nữa. Rồi bên cái nước này nè thì để cho một miếng muối vô á, phân nửa muỗng cà phê muối. Nãy giờ thì sao mức miễn cầu thì nó cũng sệt nước rồi rồi cũng lẹ. Bây giờ sẽ thì sẽ để cái nước cái miễn cầu hồi nãy dắt nè, để vô mình xào ăn cho cái nó chua chua ngọt ngọt ngon nha. Mấy cái hột này thì sẽ vớt ra, bỏ mấy cái hột mà nó gờ ra ngoài á. Cái này mình xào chụm lửa kêu kêu thôi, đừng có lửa lớn, lửa lớn đó, tại vì nó dễ khét lắm, mình chụm kêu kêu nó không có khét. Nãy giờ thì chụm lửa kêu kêu á, mình xào tới xào lui vậy nè cho cái muối miễn cầu đó, nó trong lại nè, nó trong và nó sệt, nó khô, cũng khô nước lại à. Mình sên những cầu á, mình chụm riu riu thôi, đừng chụm lửa cháy lớn quá nó sẽ bị khét. Nãy giờ thì sên trên bếp khoảng hơn nửa tiếng rồi. Thì mức hiện giờ cũng đã được rồi, giờ thì sẽ nhắc lên mà mình phân cục nhỏ 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 để hơn mình dễ gói á, để chứ mình để nguội mình phân khó hơn, mà ăn giờ còn nóng á, nóng thì dễ phân hơn. Mứt rất là dẻo luôn, nên để cho nó từ phần phần vậy nè cho nó dẻo lại, nó dính lại á, hơn mình dò viên rồi. Thủy quăng cục và để cho nó nguội rồi cái hơi thì sẽ gói nữa. Thì con cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn theo dõi clip của Thủy làm mứt miễn cầu. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn clip sau gặp lại. Em chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú.